thằng 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 lấy cao nè, thằng chở cao nè, hai thằng nằm nha, thằng quýnh game, thằng nói chuyện tào lao nè. Xin chào mọi người, mà, hôm nay mình quay video về sao rồi, chết hết chân, đám luôn đậu má châu ỉa rồi. Nguyên cái đám bé cao nè. Má đi. Đi đây thằng Long Ale nó xuống để tao sống lại, tao ra tao giết nó được rồi. Khổ qua đâu. Ăn ở không bé cao về đặt lên YouTube luôn á. Cao lên giá lắm rồi, giặt một nồi nè. Không cũng quay YouTube nữa kìa, cho là tao liếm. Cao này nhất gan. Cao gâu ngoài cao này được không? Đúng không? Cao này là cao nhạt mà có 80 người, bây giờ có căn điện tử căn to nè. Cao này mà 80 gì? Cao này sáu sáu chục. Thú ơi, thú ơi, thú ơi. Cao không giặt quay nãy vậy? Vậy chứ nó điện dập. Đi hù không? 100 kg hồi đủ mà, nhiều lắm. Hai nói vậy, hai quầy nè. Nó ô tô mà tiếp hai quầy rồi. Quay cá mày. Thua hả? Thua rồi. Trời ơi trời đủ mà quấn miếng chắc. Tới đi, tới đi. Cao lên đấy, cao biết nè. Nhà máy yếu về lên dạy chết hết nha. Lấy đâu cao dạng quay vô đi coi nè. Một đống cao bự nè, một đống cao vạt kìa. Lấy cao đi rồi tôi quay vô. Lấy đi chục à, ấy 50 à. Không thích chục à. Đóng cao vạt hết biết không? Ủa nó công nguyên à, ông quay YouTube phải nhiều nổi. Thế, quay thiệt chứ ấy sao trời? Mà bố cô cho một lại. Ờ nó công nguyên à. Tại em quay xa đó. Không. Hàng cao thủ rồi thấy không? Đẹp, đẹp không? Cho có giạc là cho có giạc đó, 100 mấy ký rồi giạc quá trời. Bột bột bon bình thế vậy. Cừ. Cao ơi, được chưa? Vậy. Lên nè. À. Nó quay cái đống cao giạt này kìa, lên. Lên cao bà con ơi. Lên cao, lên cao rồi. Trời ơi, cái thằng chủ nè. Nó lấy cao, mình mấy nó như con nó sầm. Nó lấy cao giò cắn nè. Đóng lọ. Chân dính mực, dính lọ. Ừ. Dính lọ gì vấy quá. Hả? Có mấy con còn không? Còn còn. Còn còn. Lấy ra trái này đi. Cái đá này nó cày hết. Bé cao gì á, không quýnh bài nè, không quýnh bài mạng nè, nhịp nhịp giò nè, dân bé cao rồi đó, dễ ăn không rồi đó, ngày là 2-3 triệu á, ừ chán chật nè, ừ ngày là bé cao cho chỉnh cái ghẹ à, về nó bán người ta 70 ngàn ký, ừ, không,
này sao ăn trời. Lấy hàng cao huyết trước rồi còn ơi, quá trời cao đẹp ha. Này lấy cao mà giò nó chín lọ không ta, chín lọ quá trời luôn nè. Bây giờ đây, mình quay phim mà bắt nó hàng chục cái này kìa, có 40-50 con ở trống. À, vô rừng Ô Minh Thượng. Không gắn chết thiệt chứ bảo đảm luôn. Không có nọ không tàu lao kìa. Xám như xám. Chú quán quấy cao mà. Chú cá nè. Ở đạo mà chắc mẹ luôn chú vậy. Chú cá à, thấy không? Cá không nhận nhất chứ mình kè. Chết luôn, thấy sao? Chả đóng cao này ăn nhiêu ông chủ? 3,5 à. Đóng cao này ăn 3,5 hả? Dễ ha. Ngày nào tính ngày nấy à, mì ăn liền đó. Cao này tính là theo mì ăn liền à, ngày nào tính ngày theo ngày nấy. Chứ coi 7-8 ngày trước, 10 ngày trước đó là không xong đâu. Phải không Linh? Đấm giá cũ hoài anh em leo cả. Tụi khá đồ. Giá là 85 ngàn ký nước thỏm, 90 đi. 85 hả? Ừ. Ừ, nắm giá đó để cao tầm trung với cao già rồi chơi. Hàng biết không? Cái hàng biết dài dài không ha? Quýnh bài mà con điện cao ăn khó hả? Ô quýnh bài đi. Bữa nay lấy nhiêu chủ? 35.000 ký rồi. 35.000 hả? Ừ. Dạt đó. Đóng dạt đấy hả? Ừ. Wow, 150. 150 200 ký à. Cao cục dạt dữ lắm. Điều 5 giây. Hết hồn cái xe cao. Đẹp quá trời đẹp. Hết pin luôn. Thì chưa mấy ngày nào theo ngày nấy à. Chút xíu làm ông lấy cây lên vượt qua được chứ vợ. Bấm chữ. Nó đổ mẹ đi mua cao rồi đi gì á. Lên mẹ đi. Bộ kênh tôi lớn lắm hả? Cái kênh tôi lớn lắm rồi đó ông ơi. Nhiều người theo dõi rồi đó. Hả? Kênh YouTube lớn á, người ta mới biết nhiều. Phát lên đây, phát không lên. Có rồi. Có không có? Dùng ngoài người ta còn biết nữa. Tới Hà Nam nó điện vô nó kêu lấy cao nè.
Thôi chào mọi người nha, hẹn mọi người video lần tiếp theo.